Thưa quý vị, thực hiện công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với người dân. Sáng nay, tại cửa biển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phát động chương trình chung tay làm sạch biển và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con cư dân Cần Giờ. Trong chương trình tại bãi biển Long Hòa, cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển cùng với lực lượng vũ trang Cần Giờ, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh và các đoàn viên thanh niên, các ban ngành đoàn thể của huyện tiến hành thu gom rác và dọn dẹp vệ sinh hơn 1 km bờ biển đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân sinh sống ven biển có ý thức không xả rác bừa bãi, giữ gìn biển sạch hơn, không làm mất mỹ quan bãi biển gây ô nhiễm môi trường. Cũng trong khuôn khổ lễ phát động, vùng Cảnh sát Biển 3 đã trao tặng 150 xuất quà với trị giá mỗi suất 1 triệu đồng, 200 lá cờ tổ quốc cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn huyện Cần Giờ. Chương trình chung tay làm sạch biển nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ đoàn viên thanh niên và nhân dân đang sống trên địa bàn ven biển thành phố Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đưa hoạt động chung tay làm sạch biển trở thành hoạt động tình nguyện thường xuyên của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển.